Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là trên cái nhịp 3-4. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập cái nhịp 3-4. Thì nhân tiện là trên đây mình sẽ lấy cái bài 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 bụi phấn để chúng ta cùng phân tích cái nhịp 3-4 ở trên đó các bạn nhé. Thì cái nhịp 3 đối với nhịp 3-4 thì nó vô cùng dễ để chơi. Thì chúng ta chỉ cần đánh đúng nhịp 3-4 và chúng ta áp dụng vào cái bài đó là chúng ta sẽ làm được, đúng không? Như chúng ta đã biết thì nhịp 3-4 là nhịp có 3 phách trong một ô nhịp, mỗi phách được tính bằng một nốt đen. Đó. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ. Rồi, ok, cách gõ nhịp 3-4 sẽ gõ như sau, sẽ gõ như là 1 2 3 1 2 3 1 2 3, đúng không? Thì cái điệu điệu này chúng ta hay thường dùng đó là điệu Vans. Đó. Điệu Vans thì các bạn này thấy người ta khiêu vũ các thứ thì người ta sẽ dùng cái nhịp này. Đó. 1 2 3 2, 3. Đó, thì bài này sẽ đánh như thế nào? Mình sẽ đánh cái phần bản nốt nhạc của nó trước nhé. Thế là bản fingerstyle hay là bản nhạc cổ điển mình soạn ra, mình nghĩ ra cái giai điệu của nó và mình chơi cái bài này luôn. Thì chúng ta muốn chơi bài này thì hãy liên hệ mình sẽ gửi cái bản nhạc cho các bạn. Đó, bài mình tự soạn ra trên Musicore. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi đi vào phân tích cái nhịp nhá, cái nhịp ở trên đó nhá. Và chúng ta sẽ đánh như sau. Thế là sẽ là 1 2 thì cái bài đó mình bấm mình sẽ chơi trên tông son trưởng là 1 2 3. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, đúng không? Rất dễ, đúng không? Thì hợp âm của nó sẽ là son này, mi, đô, theo thứ tự son, sẽ là la, đô, rê trưởng. Đó, các hợp âm có trong bài thì bao gồm bằng đấy thôi. Thì chúng ta sẽ đánh như sau. Khi thầy viết bài và chúng ta sẽ gầy, là cách gầy sẽ là có cái bát này, ví dụ hợp âm son chúng bấm hợp âm son này, bát và 3 giây cuối chúng ta gầy cùng nhau, như 3-4 mà chúng ta chỉ gõ 3 phách thôi, 1-2-3, 1-2-3, đúng không? Gõ đúng như thế thì chúng ta sẽ chuyển, thế là vào chữ thầy này, hát trước này, khi thầy, vào chữ thầy, khi thầy viết bảng là bài em ở bụi phấn, có phấn còn đúng chữ phấn, phấn rơi 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 thứ hai là chúng ta vào son rơi rơi, có hạt hạt là đúng la, có hạt nào. Tại sao mình phải nhấn mạnh vào các cái nốt đó? Bởi vì đó là trọng âm các nốt có hạt, đúng không? Thì nó là trọng âm có hạt nào rơi trên, thì trên là hợp âm là trọng âm rơi trên, tiếp rê.
cũng dễ thôi, chúng ta cứ áp dụng thôi. Thì hợp âm thì các bạn có thể lên trên hợp âm chuẩn các bạn lấy. Quan trọng là chúng ta bắt được cái cách đánh ở bên này đúng không? Một là chúng ta có thể đánh cái cả chùm, thì chúng ta gảy một hai ba, hai ba, chúng ta gảy cả ba cái dây này, cả ba cái dây dưới này, son si mi này, chúng ta gảy cùng một lúc son hai đó. Hoặc là nếu gảy các nhiều kiểu đánh, có rất nhiều kiểu đánh khác nhau, chúng ta có thể giải các thứ hợp âm có đấy. Sẽ áp dụng được cái cách gảy để chúng ta có thể chơi cái bài này nó đơn giản, nhân ngày kỷ niệm ngày là giáo Việt Nam sắp tới chúng ta có thể chơi cái bài này. Đó. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.